Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay em lên giao lưu một lô phôi trang vàng và một lô bông trang tàn màu vàng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hàng tuyển chọn ha, hàng này cực kỳ là đẹp và rất là hiếm, hiếm có những cái cây mà hoành thân lớn ha. Giá thì cực kỳ là hữu nghị cho cô chú anh chị mình dễ chơi. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Em ở Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu là 0936292791, cũng là số Zalo luôn nha. Cô chú anh chị mình có thắc mắc thì cứ alo cho em ha. Thì lô phôi hôm nay là hàng tuyển chọn nên là cực kỳ là đẹp. Hàng rất là lớn ha, cô chú anh chị mình coi tới cuối clip. Hàng thường là hoành ba mấy là cũng rất là già và rất là hiếm nha. Thực sự là không phải là lâu lâu mới có một lô mà hiếm lắm mới có một lô mà hoành lớn nha cô chú anh chị. Thì này là trang vàng, tàn thông. Chiều cao của cây số 1 này là cao 1m6. Tán ngang của cây là 1m1 nha cô chú anh chị. Hoành cũng rất là lớn ha. Hoành này nó rất là già rồi nè. Hoành lớn ha, một nắm tay nắm không hết luôn, em đo hoành nha. Hoành thân cây này là 24, 25 luôn nha cô chú anh chị, đế đều hết ha. Cây sống cực kỳ là khỏe, xiên bông quanh năm. Cây số 1 giá giao lưu là 450.000, thường trang vàng này sẽ ra bông rất là đều nha cô chú anh chị. Nhấp đọt ra bông, làm một đợt bông thường nó sẽ lai ra tới 2 3 tháng mới tàn nha. Dạ. Yeah. Cây số 1 rất là đẹp ha. Thì hôm nay em cũng không có nhiều cây tàn đâu, một số cây thôi. Cây này cũng rất là lớn ha, tàn rất là rộng ha. Phải hai vòng tay ôm mới hết, hai người ôm mới hết ha. Cây số 2. Cây số 2 chiều cao của cây khoảng 1m5. Tán ngang của cây là 1m25. Hoành thân của cây 17 ha. Cây số 2 giá giao lưu là 450.000. Đã bao sống bao ship toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Trang vàng lá nhuyễn lâu lâu mới có một vài cây thôi, cũng không có nhiều hàng ha. Nó cũng rất là ít. Thì khách hỏi trang vàng cũng khá là nhiều, thì cô chú anh chị nào mà mình ưng thì tranh thủ mua nha. Tại vì khi mà coi trễ thì cũng mau hết lắm, hàng này bán rất là mau. Cây số 3, chiều cao của cây là 1m6. Tán ngang là 1m1 luôn nha, tán ngang 1m1. Hoành thân của cây là 22 nha. Hoành thân cây 22 ha. Cây số 3 giá giao lưu là 450.000. Rất là xiên bông ha, búp nụ đầy tàn hết luôn ha. Kính tàn hết. Rất là nhiều búp nụ về trồng thôi ha. Cây này mà lên chậu một cái giá cũng không dưới vài triệu đâu. Shop em thì là bán rất là rẻ rồi. Cây số 4. Chiều cao của cây là 1m7. Tán ngang cây là 1m2. Tán rất là rộng, cây nào cũng rất là rộng, đế đều ha. Đế nôm hết luôn á. Hoành thân cây 18. Cây số 4 giá giao lưu là 380.000. Cây này chỗ này thì nó hơi lép một chút nhưng mà cái tàn của nó cũng rất là lớn ha. Tàn đều, về mình dưỡng chút xíu nữa thôi là tàn nó bao đẹp luôn. Rồi, hôm nay cũng chỉ có 5 cây là tàn thôi ha. Này bông bông rất nhiều luôn nè. Bông cực kỳ nhiều luôn ha. Cây này thì nhỏ hơn chút, khoảng 1m3 1m4 nha cô chú anh chị, cây số 5. Tán ngang của cây thì 70. Hoành thân của cây là 13. Cây số 5 giá giao lưu là 270.000. Trang vàng lá nhuyễn ha, búp nụ rất là nhiều, cây sống khỏe. Cây này rất là lâu năm rồi. Không có nhiều hàng bông trang nên cô chú anh chị mình tranh thủ mua nha, tại vì lên một vài tiếng là cây cũng hết rồi. Rồi. Cây này siêu phẩm ha. Cây này trang vàng siêu phẩm, phôi trang vàng. Này là phôi rất là hiếm ha. Em bán hơn một năm nay rồi mới có được lô trang mà nó lớn như vậy á. Nó khủng. Chiều cao của cây số 6 này là 51. Hoành thân cây tại vị trí này 32, 31, 32 nha cô chú anh chị. Đến 31 thôi. Tàn chi tay rất là đẹp. Rồi. Cái cốt bên đây thì là 19 nha cô chú anh chị. Bên đây 19 ha. Rồi. Bên đây thì 18, nhỏ hơn xíu à. Cây số 6 giá giao lưu là 350.000, phôi trang vàng lá nhuyễn. Cây lớn này rất là hiếm nha, không có hàng đâu. Này chỉ có một vài cây thôi, cô chú anh chị nào mà thích tranh thủ ha.
về mình làm bonsai cực kỳ là đẹp. Cây này khách hỏi rất là nhiều mà hiếm lắm. Hiếm lắm mới có một cây thôi à. Cây số 7. Cây này cũng rất là đẹp nè. Cây này hoành thân lớn lắm. Chi tay đều hết ha. Chiều cao của cây là 55. Rồi em đo tổng của đế luôn ha. 42 nha cô chú anh chị. Rồi đo cái tổng trên đây đi. 34. Cái hoành trên đây. Em đo tổng chi tiết luôn ha. Hoành bên đây trên đây 19. Chi tay rất là đều đẹp ha. Cây là sống lâu rồi, cây này mà để mà lớn như vậy được là nó cũng 6 7 năm nay rồi. Cây số 7 giá giao lưu là 390.000. Riêng về bông trang là không ai bán rẻ bằng nhà vườn của em nên cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rất nhiều khách hàng mua cũng biết rồi, không ai mà bán rẻ như em hết đó. Cây số 8. Cây này siêu đẹp nè, dáng thú dáng quái đó. Củ đế lớn lắm nha. Chiều cao của cây là 40. Hoành đo tổng cái củ đế này luôn nha. 40 rồi em đo hoành trên ha. 26. 26 nha cô chú anh chị. Rất là lớn ha, cây này siêu đẹp luôn nè. Cây này dễ thương nè. Cây số 8 giá giao lưu là 290.000. Chi tay đồ đều hết nha. Rồi. Cây số 9. Chiều cao của cây là khoảng 50. Hoành thân của cây là 28 nha cô chú anh chị. Hoành thân cây 28 ha. Cây này phải hai nắm như vậy mới hết nè, mới giáp được. Cây số 9 giá giao lưu là 300.000. Rất là nặng luôn. Lâu lắm mới có một cái lô trang mà nó đẹp như vậy, trang vàng hết nha cô chú anh chị. Cây số 10. Chiều cao của cây là 45. Hoành thân tại vị trí này 26. Đế nôm nha, đế đều nha cô chú anh chị. Đế rất là đều luôn, về mình khai thác thêm ha. Cây số 10 giá giao lưu là 320.000. Hàng này là hàng lựa không nha cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Nếu mà mình muốn hàng rẻ em cũng có hàng rẻ luôn. Cô chú anh chị mà muốn cái nào là có cái đó ha. Bên em là đủ loại. Cây số 11. Chiều cao của cây là 40. Hoành thân của cây là 21, cây số 11 giá giao lưu là 250.000. Dân chơi cây kiển lâu năm thì nhìn là biết ha, cây này rất là hiếm, lâu mới có cái hoành lớn ha. Đa số hoành nhỏ thì rất là nhiều. Chiều cao của cây là 40, cây số 12. Hoành thân cây 20. Giá giao lưu là 230.000. Rất là lớn nha, củ đế là siêu bự luôn. Cây số 13. Chiều cao của cây là 60. Chi tay rất là đều, củ đế nở ha. Hoành thân tại vị trí này 20. Cây số 13 giá giao lưu là 190.000. Củ đế đẹp ha. Chi tay cũng rất là đều. Sẵn bông luôn, cây này chỉ lên chậu thôi là giá nó cũng đã tiền triệu rồi chứ không có vài trăm ngàn như em bán đâu ha. Tại em bứng bầu về nên em bán rẻ, cô chú anh chị về mình chơi lại mình bán lại được ha. Cây số 14, chiều cao của cây là 38. Hoành thân cây tại vị trí này 17. Đo củ đế tổng nè. Tổng của nó là 28 luôn nha cô chú anh chị, giá giao lưu là 210.000. Chi tay rất là đều ha. Em cắt rất là cao chứ không phải là phôi lùng ha. Về mình sửa lại nha, tùy theo ý thích của mình chơi. Cây số 15. Chiều cao của cây là 55. Hoành thân cây 26 giá giao lưu là 280.000. Phôi trang vàng lá nhuyễn rất là đẹp, đã bao sống bao ship luôn cho mình ha. Cái này là hàng tuyển chọn rồi nên là không có cây nào thứ hai giống vậy hết nha cô chú anh chị. Ai thích thì tranh thủ mua ha, không có nhiều đâu. Vài chục cây em bán bữa là hết rồi. Chiều cao của cây là 37. Mã số 16 ha. Cây này hoành rất là lớn nè. Hoành thân của cây 34. Cây số 16 giá giao lưu là 290.000. Bình thường mà khách hỏi mua trang vàng thường là hoành 25 thôi cũng đã khó kiếm rồi. Này hoành ba mấy luôn, nuôi cũng biết bao lâu rồi. Giá này là quá rẻ. Chiều cao của cây là 40, cây số 17 ha. Hoành thân cây 24 giá giao lưu là 280.000. Chi tay rồi ấm hết rồi. Cây này lớn nè. Chiều cao của cây là cây số 18, chiều cao cây 43 nha. Cây này khủng nè, siêu đẹp luôn. Hoành thân 31.
lớn lắm nha. Ở ngoài nhìn nó rất là đẹp, nhìn không mê thì thôi á. Cây số 18 giá Zalo là 350.000. Bình thường cái hoành của nó chỉ nhỏ hơn cổ tay mà cũng là ấy rồi, chứ giờ hoành lớn vậy khó kiếm lắm. Cây số 19, chiều cao của cây là 36, hoành thân cây 22. Cây số 19 giá Zalo là 250.000. Giá em bán cho cô chú anh chị về mình bán lại rất là êm luôn, lên chậu là giá bao VIP luôn. Cây số 20, chiều cao của cây là 43. Cây này cũng rất là đẹp nè, hoành lớn ha. Hoành cây 28, 330.000. Trang vàng láo nhuyễn. Cây số 21, chiều cao của cây là 42, hoành thân của cây là 20 nha. Giá Zalo là 250.000. Rất là đẹp. Cây này hình như nó là bị lũ á, bị lũ ở đoạn này ha. Thì nó bị lỗi gì em sẽ báo, nhưng mà đa số cây này là tuyệt vời, không ít lỗi lắm, có một cây này là bị lỗi thôi. Chiều cao 30, cây số 22, hoành thân 24 nha, giá Zalo là 200.000. Chi tay đều, chi tay rất là đẹp. Hoành lớn như vậy về mình chơi là hết ý luôn. Sẽ tiết kiệm cái thời gian mình nuôi cây ha. Cây số 23, chiều cao của cây là 50, hoành thân của cây là 28, giá Zalo là 300.000. Hồi trước em cũng có một lô trang vàng hoành cũng khá là lớn, nhưng mà nó cũng không lớn bằng lô này, hoành hai mấy thôi à, 24, 25 thôi mà bán cũng rất là nhanh nha. Cây số 24, chiều cao của cây là 45, hoành thân 22, giá Zalo là 270.000. Cây này có dáng dặn bay bay vậy nè cô chú anh chị. Rồi, cây này là siêu phẩm của ngày hôm nay luôn nha, rất là đẹp. Cây này đẹp lắm nha cô chú anh chị, đế nè, đế nôm nè, về mình khai thác đế lên chậu là hết nước chấm ha. Cây này siêu đẹp. Này là mỹ nhân của ngày hôm nay nè, cây số 25 ha. Chiều cao của cây là 50. Chi tay đồ rất là đẹp luôn nha. Cây này lâu năm lắm rồi. 6 7 năm rồi. Hoành thân tại vị trí này 29 nha cô chú anh chị. Hai nắm tay mới dép nè. Đế đều, đế nôm ha. Giá Zalo luôn là 400.000, chi tay đều ấm hết. Cây sống rất là khỏe ha. Bao rẻ luôn. Rồi, phôi giấy Mỹ. Phôi giấy Mỹ ha. Em còn số lượng rất là ít, vài cây thôi. Cây số 26, chiều cao của cây là khoảng 60, hoành thân cây 23, giá Zalo là 190.000 một phôi ha. Phôi giấy Mỹ nha, em còn vài phôi nên cũng xả rẻ thôi. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Cây số 27, chiều cao 50, hoành thân của cây là 20, giá Zalo của cây này là 170.000. Giá siêu rẻ luôn á. Chiều cao, cây số 28, chiều cao của cây là 40, hoành thân cây 20 nha cô chú anh chị. Phôi giấy Mỹ về ghép thái, ghép cẩm thạch ha. Giá Zalo luôn 140. Ghép ghép ngũ sắc mình chơi ha. Tầm đầu năm này khách ghép rất là nhiều. Cây số 29, chiều cao của cây là 50, hoành thân cây 21 nha. Giá Zalo luôn là 180.000. Phôi giấy Mỹ ha. Còn có mấy phôi thôi. Cây này siêu đẹp luôn nè, chi tay đều, củ đế lớn ha. Cây này số 30, chiều cao của cây là 50, hoành thân tại vị trí này 32, giá Zalo là 200.000. Rất là rẻ, tại vì còn mấy phôi cuối thôi. Chiều cao của cây là 50, hoành thân cây này 25. Cây số 31, giá Zalo là 190.000 nha, phôi giấy Mỹ. Rồi, em qua tới Sâm Hương Đài Loan ha. Nói chung là mỗi thứ còn một ít thôi, không có nhiều hàng. Một cặp, cặp đầu tiên bên Sâm Hương Đài Loan trong chậu. Đúng rồi, đúng rồi. Hai cây á. Sâm Hương Đài Loan lá cực kỳ là thơm nha cô chú anh chị. Củ đế lớn ha. Cây này rất là đẹp. Em hết hàng rồi. Dạ đúng rồi. Một cặp này Sâm Hương Đài Loan ha. Chiều cao của cây là 30,
Hoàng Thân tại vị trí này 20. Giá giao lưu của cặp số 32 là 150.000 cho một cặp. Tính ra nó chỉ có 75.000 một cây thôi, rất là rẻ luôn, đã bao ship luôn nha. Đó cũng một cặp, một cái cây bầu nữa kìa. Rồi Sam Hưng Đài Loan một cặp tiếp theo, em chỉ còn có hai cặp thôi nha, không có nhiều nữa. Cây này đẹp nè. Cặp số 33, chiều cao của cây là khoảng 20. Hoành thân cây là 27, giá giao lưu là 150.000 cho một cặp luôn nha. Rồi xăm núi trái là 3 cây. 3 cây. Đó đó đó, 3 cây, đúng rồi, 3 cây liên tiếp đó. Xăm núi trái. Xăm này là bao trái luôn nha. Một combo 3 cây 200.000, chiều cao của cây là 20, hoành thân là 10. 11, 12 gì nha cô chú anh chị. 200.000 3 cây xăm núi trái. Em xả lỗ luôn ha. Xăm núi giờ rất là rẻ luôn, tại vì em bán rẻ chứ ở ngoài kia cũng không có rẻ ha. Dạ đúng rồi. Rồi 35 một combo tiếp theo luôn. Cây này rất là đẹp nè, combo này rất là đẹp ha, đế đều hết nha. Xăm núi trái 3 cây, giá giao lưu là 200.000 3 cây luôn, tính ra mấy chục ngàn cây hả. Xăm núi trái thì em cũng bán nhiều rồi thì cô chú anh chị mình cũng biết. 36 một combo 3 cây luôn. Cây này rất là đẹp ha, cao uống lượng nè, đế cũng rất là đều. Rồi một combo số 36, 200.000 cho một combo này luôn ha, rất là đẹp. Hoành thân thì khoảng 11, 12 nha, chiều cao 20, 25 nha cô chú anh chị. Rồi xuống xăm núi trái. Rồi qua tới bông trang, một cặp số 37. Bông trang này hoành thân nhỏ nha. Cặp số 37, bông trang đỏ lá nhuyễn nha. Hoành thân chiều cao của cây là 40, hoành thân 15 nha. Hoành thân bên đây là 16, giá giao lưu là 250.000 cho một cặp. Rồi. 38 là 3 cây. 3 cây bên ngoài, 3 cây bên ngoài. Bên ngoài này. Đó, dạ đúng rồi, dạ đúng. 3 cây này thì một cây này là 38 nè, một hai cây đỏ. Hai đỏ một vàng nha, hai cây bên đây là đỏ, một cây bên đây là vàng. Mã số 38 combo 3 cây 250.000 luôn nha. Sale luôn. Chiều cao là 35, hoành thân của cây là 14 nha. Hoành thân cây bên đây là 16. Rồi 250.000 cho 3 cây, cây này dáng bay màu vàng luôn nha, hai đỏ một vàng. Siêu rẻ luôn. Rồi, hai một cặp cuối cùng, cặp số 39. Cặp số 39 này là trang đỏ nha cô chú anh chị. Một cặp trang đỏ. Chiều cao của cây là 25. Hoành thân cây 14. Hoành thân cây bên đây 12 nha. Giá giao lưu là 250.000 cho hai cây. Rồi cảm ơn cô chú anh chị trong những clip vừa qua đã ủng hộ nhà vườn của em ha. Mến chào quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại ở clip sau ạ.